hôm nay tụi mình sẽ làm clip cắm trại không sao với 6 sao. Vẫn là sử dụng tép anh để chọn số sao các bạn. Và clip hôm nay là tụi mình sẽ cắm trại tại nhà các bạn. Mùa này là mưa bão rồi các kiểu nên tụi mình quyết định là làm một clip cắm trại không sao với 6 sao phiên bản trong sân vườn của mình nha. Thử xem là cắm trại mà trong sân vườn thì nó sẽ như thế nào với không sao và với 6 sao nha. Ở đây là mình có một cái zig zag các bạn. Phía dưới đây là sẽ có những cái số tiền tương ứng với lại số sao. Không sao phải có 10k, 1 sao 100k, 2 sao 500k, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu và cuối cùng 6 sao là 10 triệu nha. Và tụi mình hãy qua shop vô gì chơi đó, mình sẽ hãy trước luôn nha. Còn ông là vô 3 4 sao thôi, mới còn 6 sao là mệt nữa. What the? Sao hãy cuối cũng 6 sao mà hãy đầu cũng 6 sao? Không biết nói gì luôn anh. Không biết nói gì luôn. Sẽ lại có nhiều bình luận nói là mình dàn dựng nữa bạn ơi. Rồi vô qua không sao đi nè. Đổi cái này đi. Thôi có vô là có chịu em. Anh là chơi nào chơi đó các bạn. Nói chung là tụi mình chơi rất là lip chín. Vô gì chơi đó. Cái gì? Tại vì mình vô 6 sao thì mình phải biểu diễn rất là nhiều các bạn. Khá là buồn. Còn tiếp theo là ăn luôn. Vô. Có hình nào nam không em? Không sao. Nam hình vô. Cầm lên luôn. 5 sao. Rồi ăn sẽ 5 sao với 5 triệu. Còn mình 6 sao với 10 triệu nha. Rồi mình với em ra luôn. Có nào không vô? Chỉ 4 sao ta. Nè chỉ đang thi được 1 sao không? Đấy vô. Cũng giờ đó em quay qua shop em. Lẹ em. Vô. Nhanh lên nhanh lên. 3 sao. 3 sao 3 sao. Đây chỉ nó sẽ cắm trại 3 sao với 1 triệu nha. Rồi ra ngoài luôn, tiếp theo là Toàn. Từ từ để ship tờ giấy lại. Rồi vô em. Thử xem cái Toàn sẽ có mấy sao các bạn. Rồi hãy lại. Hãy lại em. Rồi. Thấy lại tiếp tục luôn. Một sao rồi. Sao hãy có chỗ hay ghét em. Phải đổi chỗ chứ. Đó. Đó. Một sao. Toàn sẽ có 100k nha bạn. Rồi tiếp theo là Tú. Rồi. Vô số 0 một cái. Còn 4 sao, còn 4 sao. Ghét em. Trời. 4 sao rồi. Wow. Tú rất hay các bạn. Nó nói 4 sao vô 4 sao luôn. Tú văn phòng. Rồi game này chỉ có 5 đứa tụi mình chơi các bạn. Cô Hương lại tiếp tục bạn. Nói chung là năm đứa tụi mình là sẽ cắm trại tương ứng với số sao là ship theo hàng ngay ngắn coi. 1, 3, 4, 5, 6 chứ. Đây, em năm. Đây, Toàn sẽ cắm trại với 1 sao tương ứng với 100k. Vĩ thì nó sẽ có 3 sao với 1 triệu. Tú sẽ 4 sao với 2 triệu. Cô An 5 sao với 5 triệu. Và cuối cùng là mình 6 sao với 10 triệu. Tuy là 10 triệu nhưng mà mình có thể mua ít hơn bạn. Mình có thể mua 1 triệu cũng được nữa. Nói chung là mình muốn mua bao nhiêu cũng được. Miễn không quá 10 triệu là được. Chứ 10 triệu thật sự là mình không biết làm sao để mua hết được 10 triệu luôn bạn. Ok bây giờ cái đám tụi mình sẽ đi siêu thị và mua đồ nha. The next day. Bên đó thì vào năm sau nên mình quyết định là chọn bộ bàn ghế salon để làm liều nha bạn. Đây ở đây mình có là bộ bàn ghế salon của mình đây. Mình sẽ ngủ trong đây. Và đây là những thứ mà mình chuẩn bị để làm một cái liều. Có mấy cái cây và mấy cái nệm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha các bạn. Đầu tiên á thì mình sẽ ngồi vào đây. Mình đo cái nóc cao như thế nào để ngồi xuống để hợp lý nha. Chứ không phải chui vô khum khum khum. Mình nghĩ là ở đây thì chắc mình làm ở đây. Ở đây không? Cao quá cũng không tốt mà. Đúng rồi. Rồi mình sẽ dán ở đây. Ok. Rồi mình bắt ngang qua. Rồi mình lót cái mái nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cột cái cây này lên hai cái hanh này nha. Để nằm lại đây. Mình sẽ cột bằng kẽm à. Chứ cột bằng băng keo thì mình nghĩ nó sẽ bung ra. Tiếp theo thì mình sẽ lấy mấy cái tấm nệm này. Mình lợp ở trên là một cái mái che nha các bạn. Sau một hồi mình làm á thì đã hoàn thành cái ngôi nhà của mình rồi nha các bạn. Đây, ôi lộn cái liều. Có cánh cửa đàng hoàng luôn á. Wow. Giờ mình sẽ chui vào.
sao? Nó nóng cực. Trời ơi. Còn mình là sáu sao. Mình sử dụng một cái rạp các bạn. Đây là rạp lắp ráp. Rạp này mình dùng để che hồ bơi rồi các kiểu á. Nay mình vô sáu sao mình sử dụng nó để làm liều cho mình luôn nha. Cái này thì nó chỉ có mái che ở trên thôi bạn, nó không có mấy cái dách. Nên mình bắt buộc phải đổ thêm mấy cái tấm bạc này vô nữa. Không tối mưa là nó tạt vô rồi gió hổi lạnh rồi các kiểu mà. Đây. Nói chung là bước tiếp theo của mình là sẽ sử dụng tấm bạc nha. Mình sẽ cột tấm bạc vô trong mấy cái gốc này. Cột sơ thôi bạn. Đó. Còn mình thì 4 sao mình sẽ làm nhà trên mặt nước nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng cái phao này chụp lên. Và sau đó mình sẽ quấn băng keo lại và chui vô đó ở. Thì sau một hồi quấn băng keo thì mình đã xong nha mấy bạn. Mình đã xong cái ngôi nhà lên trên dưới mặt nước. Đây là cái cửa mình sẽ chui vô. Rất là ổn luôn. Bây giờ mình sẽ hạ xuống nước luôn. Trời ơi. Không có chuyện gì xảy ra hết. Nằm thôi được không? Được quá. Wow. Còn mình 3 sao là mình thích chơi cảm giác mạnh, độc lạ. Mình ở chơi trên nóc nhà của nhà vệ sinh, chẳng có cái bụng nước kìa các bạn. Cái liều mình là trong thời gian mà mấy người kia làm mấy liều là mình đã làm xong cái liều của mình rồi. Đây, liều mình sử dụng những cái tấm niệm. Niệm mút nè. Rồi mình sử dụng những tấm niệm xốp này làm thành một cái hang. Giờ đây mình có thiết kế một cái cửa nữa. Đây 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 đây. Wow. Nói chung là cũng khá im ắng luôn nha các bạn. Rồi sau quay qua buổi chiều dựng rạp thì cả đám tụi mình đã làm xong mỗi người một cái các bạn. Đầu tiên mình sẽ review liều của thằng Toàn. Cấp 1 hả Toàn? À Toàn thì nó cấp 1 thì nó có tất cả là 100k ấy em. 100k thì nó không thể nào mà nó làm liều được nên nó quyết định là nó ký sinh cái nhà vệ sinh nha các bạn. Đây dưới đây chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Toàn nó quyết định là tối nay là nó chiếm nhà vệ sinh này để nó ngủ. Ủa sao có tấm bạc hay em? Em lập của thằng Vĩ bỏ lại em. Thằng Vĩ đó bỏ hả? Đúng rồi, tại tấm này bị rách rồi. À bị rách hả? À nó sợ vô nước nên bỏ hả? Toàn thì nó chỉ có 100k thôi nên nó ký sinh trong cái nhà vệ sinh và làm được tấm bạc của con Dĩ. Rồi đồ ăn còn có những gì em? Của em thì có một cái vị nướng. Vị nướng à, một bịch bánh mì. Một bịch bánh mì. Có mua hàng không? Có anh, hàng với cột luôn. Hàng với cột luôn ngoài kia hả? Đúng rồi. Với một chai tin. Chai thì tin. Bịch xúc xích. Bịch xúc xích. Với hai củ khoai lang. Với hai củ khoai lang. Rồi tiếp theo là cô Dĩ mấy sao em? Vậy 3 sao nó ở tuốt tin đó đó các bạn. What the hell, bây giờ mình phải leo lên review nó nha. Yeah. Mình chưa bao giờ thấy mà review mà phải đi hang như vậy. Do chiều á nên mặt trời nó đang lặn các bạn nên mình bị đau lòm, các bạn không cảm nha. À trên cái nóc nhà vệ sinh thì có một cái bồn nước như vậy nè bạn. Và cô Dĩ quyết định là lấy cái bồn nước này để nó dựng liều. Đây nó cột mấy cái cây ngang qua để nó làm một cái mái che. Nó găng mấy cái tấm xốp. Xốp này là xốp nổ bập bập các bạn. Tối cho nó bóp hết luôn qua. Và nó che như vậy để che mưa. Nước sẽ chảy xuống dưới đây. Phía bên đây thì nó có một cái cửa nè. Đó, để đóng lại tối không có sợ gió vô. Ban ngày thì mở đi ra. Bên trong thì nó có một cái như vậy.
bên đây là cái bồn nước, phía bên đây là mua nguyên một cái hàng rào các bạn, sắt đồ nữa, và nó bỏ mền mùng chiếu gói vô đây như vậy, hơi là ấm cúng luôn. Còn phía bên đây thì nó có hang nè, cồn nè, vị bếp nướng nè, bún, xúc xích, nem, bánh tráng nữa. Ủa làm món gì vậy em? Em làm món nem nướng cuốn bánh chén. Cuốn bánh chén với bún rồi. Đúng rồi, có. Đây có thêm hai trái dưa leo nữa. Ồ. Chị Tin. Bánh ngọt. Bánh ngọt. Trái cây. Mặn. Mặn. Rồi chín su. Nước mắm. Nước mắm. Nước suối. Milo. Milo. Hết hết rồi hả? Đồ chơi vô đây hả? Hết rồi. Rồi tiếp theo là cô Tú 4 sao em? Đúng rồi. 4 sao thì nó chảy đồ ăn, nó liều của nó là ở trên mặt nước, nhưng mà nó ăn uống thì kỳ tiệc BBQ thì nó không nướng trên cái đó được các bạn, nên nó nướng trên bờ nha. Thì còn có là một cái này gọi là cái lò nướng nè. Nãy gì vậy? Thịt bò hả? Thịt bò với thịt gà. Thịt bò với đùi gà. Đùi gà. Bắp. Khoai lang. Nấm kim châm. Rau khơm, salad, ớt với lại nước chấm hả? Nước chấm. Rồi trên thuyền có gì không em? Có anh. Trên thuyền thì có là bánh mì sandwich với bơ đậu phộng. Thấy có cái mặn gì đó kìa. Chim chôm. Chim chôm. Mặn. Mặn. Thằng muối. Muối có uống nước gì không? Pepsi với cà phê anh. Vậy thôi hả? Vậy thôi, đơn giản. Không uống nước suối luôn. Nó có nguyên một hồ nước luôn mà càng gì nước suối. Phía trong đó thì mình thấy là nó có mền nè, gối ôm với lại gối nằm luôn nha bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cô An. Mấy sao em? Em 5 sao anh. 5 sao. Đù cái liều khá là độc lạ luôn bạn. Nó sử dụng 2-3 cái ghế sofa nó ghép lại. Sau đó lợp bằng cái niệm. Mấy tấm niệm, có cửa luôn hả? Cái cửa này cũng làm bằng niệm luôn. Đóng được không? Được anh. Wow. Đồ chơi của em thì có gồm có là hành lá, tí em làm ốc mỡ hành á anh. Còn... cái quarter gì bự dữ vậy? Ốc vòi cu. Trời ơi, bự bàn tay luôn nội. Nó bị cong vòng rồi, hơi buồn. Sao ốc của em cong vòng à? Cái vòi em cong dữ vậy? Em để đồng đá cái nó lạnh quá nó cong luôn anh. Trời ơi, cái vòi gì đâu? Bị lạnh quá, xuống vòi. Đây, hào sữa. Hào sữa. Con ốc này em không biết ốc gì nè. Con này là ngao à? Con này là cái gì? Bào ngư. Bào ngư. Còn con này con ốc chép chép gì vậy? Con sò điệp. Sò điệp. Và bên đây thì có sầu riêng. Sầu riêng. Mứt. Mứt. Sandwich. Sandwich. Dầu ăn. Và muối tiêu. Muối tiêu. Còn nước ngọt thì em để trong đây. Có bếp nướng nữa nè. Tiệc nướng đúng không? Đúng à. Nói chung là cái đá tụi mình là tiệc nướng BBQ các bạn. Trong đó thì gồm có những gì em? Em này đây em vô đó em nằm luôn, anh trải nghiệm review thử luôn. Rồi ok. Ở trong đây thì đã nói rồi, nóng. Đây em có đồ ăn vặt. Nước ngọt. Nước ngọt, nước suối. Ôi nước suối này đúng ngầu luôn anh. Đâu? Nước suối, núi lửa. Nước khoáng từ lòng núi lửa Jeju. 400.000 năm tuổi. Wow. Nước này em uống coi chừng là được tăng thêm tuổi thọ em. Để tối em uống em coi thử như thế nào. Giống như đầu tiên kìa. Rồi táo hết rồi. Rồi nói chung là liều con ăn nhìn thá là ấm cúng nha bạn. Anh đã cho dầu ăn của em 5 sao nhưng mà nó ăn uống khá là ngon luôn các bạn. Ốc cái kiểu luôn nè, tiền nước BBQ ngoài trời. Mấy lần trước sao lớn á, ăn không hết nên lần này mua tiết kiệm lại. Đủ ăn hả? Đủ ăn hả. Wow, mình ăn hết như đây là no tới sáng luôn chứ đó. Rồi tiếp theo là mình là 6 sao các bạn. Mình sẽ có là một cái gọi này gọi là cái rạp, sau đó mình dựng mấy cái tấm bạc màu xanh vào để làm vách cho nó. Mình sẽ review đồ dùng của mình nha. Do clip này là cắm trại tại Sân Vườn nên tụi mình sử dụng đồ có sẵn, những cái dụng cụ có sẵn mà tụi mình mua từ trước các bạn, những đồ mà tụi mình bỏ trong nhà kho lấy ra sử dụng lại nha. Gồm có là một cái đồ dắt đồ nè, mình đem dắt cái cung. Cung này bắn được luôn nha bạn. Cung này là cung bắn hít. Cung này là cung thể thao mình mua ở trên Sài Gòn. Bắn chơi cho vui thôi nè. Quốc phát 10 điểm cho bạn xem nha. Zero. Này. Rồi tiếp theo là phía bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái cậy.
Trại này thì mình làm trong clip cắm trại ở bãi biển các bạn, rừng bãi biển 1 sao với 5 sao. Tên cậy của mình thì gồm có là nho nè, cam. Phía bên đây tiếp tục với nho xanh, mình rất thích tên trái cây các bạn. Rồi phía dưới đây chúng ta sẽ có là bánh mì sandwich ăn kèm với lại mứt hạt phỉ, như dưới là mứt ăn dâu nữa các bạn. Ngay giữa thì chúng ta sẽ có 4 chai nước này là giống trong bao các bạn, nhưng mà nó có 4 vị khác nhau nè. Có nước gì vậy? Không biết nước gì nữa. Mì lóc gì nè. Đây là vị mâm xôi nè, vị ổi táo nè, vị táo hôm, và cuối cùng là vị táo dâu. Cuối cùng mình sẽ có 2 trái táo khá là to luôn các bạn. Đây nó bự như vậy nè. Rồi phía bên đây thì mình sẽ có là một cái ghế sofa. Ghế này thì cũng tâm lý cắm trại trong rừng bãi biển 1 sao với 5 sao luôn. Ghế này là cái hay của nó là chúng ta có thể gấp nó lại các bạn. Đó, gấp nó lại là nó thành một cái giường. Còn khi chúng ta không muốn làm giường nữa thì kéo nó lên thì nó thành một cái ghế. Rồi phía bên đây thì chúng ta sẽ có một cái giường. Giường này là nó cũng có cái hay luôn các bạn. Nó cũng gấp lên được luôn. Đây là giường của bệnh nhân các bạn. Giường này cái hay của nó là chúng ta có thể nằm như vậy rồi bấm điện thoại chơi game được các kiểu. Không có sợ mà nằm úp á, khi chúng ta nằm ngửa như vậy nè. Chơi điện thoại nó hay rớt vô mặt lắm. Còn mà cao cao như vậy thì đỡ. Rồi mền mùng chiếu gói. Rồi cuối cùng mình có một cái bàn. Bàn này mình không biết là dùng để làm gì nữa, nhưng mà để cho nó đỡ trống mình bỏ vô luôn. Bỏ cái đèn pin thôi chứ không biết bỏ gì luôn các bạn. Do là tiệc nướng BBQ ở sân vườn nên mình quyết định là sẽ ăn tôm hùm nướng với phô mai các bạn. Đây, đây mình có một con tôm hùm bông. Mình sẽ nướng với lại phô mai kéo sợi. Đây là cái lò nướng của mình. Cái lò nướng này giá là 1 triệu các bạn. Mình thấy khá là lạ nên mua về review thử luôn nè. Nó có một cái chỗ để dành đựng than nè. Mình bỏ than vô đây. Sau đó mình sẽ đẩy cái này lại. Phía dưới đây nó có sử dụng pin đó các bạn. Mình dặn cái nút này là nó sẽ hỏi than, giúp than luôn cháy đỏ rồi. Mình bỏ than vô giữa. Sau đó bỏ cái này lên. Bắt đầu mình sẽ dặn cái nút này. Nó sẽ hỏi cái quạt lên đó các bạn. Hơi nóng sẽ quay vòng vòng. Đây là cái con tôm hùm bông được mình chẻ đôi nha. Do nướng phô mai rồi mình phải chẻ đôi như vậy. Nó trơn dữ ta. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ phô mai mozzarella, phô mai kéo sợi các bạn. Đây mình cứ cắt một những miếng như vậy đó bạn. Mình để lên con tôm. Ok. Nãy giờ mình nướng cái con tôm hùm này mình nghĩ chắc cũng khoảng 45-50 phút các bạn. Nó lâu cực kỳ luôn. Cái bếp này nè nó bị gì đâu mà lửa nó lên cứ liu riu sao á. Mình nghĩ là nướng thịt thì được, còn nướng tôm nó quá dày. Tới nãy giờ mình bắt đầu thấy là nó bắt đầu nó gần chín thôi, chứ không biết chín chưa nữa. Nên mình sẽ hui ra thử nha. Phô mai thì nó kéo sợi nữa các bạn. Nó dai dữ hả. Đây, thịt tôm với lại phô mai kéo sợi các bạn. Nó lên khói nghi ngút luôn. Trời ơi, ngọt của hải sản, tôm, béo của phô mai. Quá đã, quá đã. Đây, cục nữa, cục thịt tôm với phô mai kéo sợi. Mình kéo lên nha bạn. Kéo sợi nào kéo. Giống mà người nhện nè. Béo ngon. Và tiếp theo mình sẽ uống thử mâm xôi nha. Nước trái cây táo vị mâm xôi. Đây hình ông già như vậy nha bạn. Mình sẽ nắm ở đây. Đó, nắm chỗ này. Quá hay luôn. Rồi uống thử nước trái cây táo vị mâm xôi nha.
nó giống như chăm bâu thôi bạn. Uống thì nó ngọt ngọt, rồi nó nghe có mang chút nữa. Nói chung là như chăm bâu nha. Ok, mình sẽ thử thức tôm nướng phô mai. Tiệc BBQ các bạn phải ăn đồ nướng nha. Hôm nay là cắm trại theo phong cách là săn nhà nên ăn đồ nướng. Khỏi ghi ngút. Rồi, còn năm sau của mình á thì ăn là y một mâm hải sản luôn nha các bạn. Mâm ốc chứ lộn. Ở đây thì mình có con ốc vòi voi á, mình lúc đầu thì nó rất là bự luôn. Mà mình luộc lên cái nó còn có chút ác vậy nè. Nó còn bị lục vỏ nè. Vỏ gì nhìn hơi ghê ghê. Ơ. Mình xem trên mạng á là không có ăn này mấy bạn. Nên mình sẽ cắt nha. Mình cũng không gành nữa. Thấy người ta làm sao mình làm vậy. Rồi cắt thêm ở đây nữa. Còn cái đầu này nó hâm đen á, phải chà muối cái kiểu mình không có chà nên mình cũng sẽ cắt bỏ luôn. Vào trong đây. Không có gì hết, chứng tỏ là sạch sẽ nha các bạn. Hơi nhức nhớt, để mình đem đi rửa nè. Rồi sau khi mình rửa thì nó bóng loáng như thế này mấy bạn. Hồi nãy nó nhớt nhớt hơi ghê nên mình rửa lại. Giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái này ra. Mình bẻ và mình cho lên cái ốc bóng miếng và voi lên đây. Mình nấu phan chút, nướng phan chút nha. Ở đây thì hai nãy mình có làm sẵn rồi nên nó đỏ như vậy. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy ốc lên. Nóng. À, ở đây á, thì ốc của mình gồm có là con sò điệp, con sò tượng và con bầu ngư. Và đây là ốc vòi voi. Còn ở đây là mình bỏ lên con này nữa là con hàu sữa nha các bạn. Mình vừa đặt lên á, thì mình thấy nó sôi các kiểu rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ mỡ hành lên nha. Ủa, cái gì ghê chứ? Thôi đã rồi. Wow. Ủa, y như mình làm đầu bếp chuyên nghiệp vậy á. Cháy quá trời cháy luôn. Hình như có cảm giác nó cháy luôn rồi. À chưa, nó đi cháy cái vỏ thôi. Đầu tiên là mình sẽ ăn con sò điệp này trước nha các bạn. Chấm với muối tiêu, tận dụng cái vỏ của nó luôn. Nhai phần thịt đó, cái mùi hải sản ngọt ngọt. Không biết diễn tả làm sao nữa. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là đây là cức của nó. Tiếp theo mình sẽ ăn con bầu ngư. Cái con bầu ngư này á, nó dai hơn con sò điệp. Mà thịt nó không có tanh tanh mùi hải sản. Không ngon. Cái mùi thịt không à. Tiếp theo là mình sẽ ăn thử ốc dồi voi này nha. Cắt ra. Nhìn giống như mấy cái ruột heo ghê á. Chấm muối. Trời ơi, nó dai kìa. Không có hương vị luôn. Mà nghe nó dai kìa. Tiếp theo là mình sẽ ăn con sò tộ này nha các bạn. Trời ơi, nó bự kìa. Chấm muối. Ngọt không? Nãy gì mà dai dữ vậy? Mình ăn con sò tội nè, mình ăn vô miếng thịt đó. Thấy ngọt lắm. Ngon. Tóm lại là mình ăn 5 con ốc á, thì mình thấy con ốc vòi voi này á, thì nó ăn nó dai lắm các bạn. Mà về cái hậu thì nó ngọt thiệt. Mà không hiểu sao mà nó mắc dữ trời. Còn tóm lại thì mình thấy con này ngon nhất à. Tóm lại mình thấy con sò tộ ăn ngon nhất nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn chén miệng và uống nước núi lửa.
Nó uống y chai nước suối là vì em. Trời ơi, cái hậu nó sao sao á, khó uống. Thôi không được à, 400 ngàn năm này chỉ dành cho những người tối cổ uống à. Rồi, cái tiệc BBQ hải sản của mình tới đây là kết thúc rồi nha các bạn. Hôm nay ăn đúng là ngon luôn, hình hình vào được năm sau, sướng. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chui vào cái nhà của mình nha. Vào đây bấm điện thoại cho sướng, ở ngoài nó nắng nóng mệt lắm các bạn. Thì mình 4 sau mình sẽ ăn tiệc BBQ ăn thịt gà với thịt bò nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng thịt bò trước. Miếng bò này chín rồi nha mấy bạn. Mình sẽ ăn thử luôn. Rồi còn bên ba sao của mình thì ăn nem nướng với xúc xích. Rồi xúc xích mình đậu chín rồi nha mấy bạn. Nói chung là ngồi trên đây gió thổi mát lắm mà gặp ăn đồ nướng hết bài luôn. Còn một sau của mình thì ăn tiệc nướng ngoài trời là ăn xúc xích với khoai lang nướng nha mấy bạn. Giờ mình sẽ lấy xúc xích kìa. Ăn thì khá là được nha bạn, không có lạc lắm. Nói chung ăn là ăn được. Còn giờ mình sẽ ăn thử xúc xích. Ăn thì cũng giống xúc xích bình thường thôi. Hơn 11 giờ các bạn. Bây giờ cả đám tụi mình sẽ đi ngủ nha. Mình sẽ review chỗ ngủ của từng sao một. Đầu tiên sẽ là một sao Cù Tòn. Nó ngủ trong cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình mới vừa xây các bạn, không có sử dụng nhiều. Tụi nó mới hằng đi tiểu vài lần thôi à. Nói chung là Toàn nó sẽ trải nghiệm một sao ngủ trong nhà vệ sinh như vậy nha các bạn. Rồi ba sao thì nó ở trên nóc hằng một sao nha các bạn. Đây phía trên đây phải di chuyển leo thang là kiểu. Đây hằng ba sao thì nó ngủ ở trên nóc nhà vệ sinh, có cái bồn nước như vậy. Có giang mũi đó em. Ghê à. Trên đây cũng có mũi đó hả? Đậu mũi nhiều lắm. Nó sử dụng một cái mền màu hường. Rồi cái gói màu hường. Ấm cúp không? Ấm ấm tự. Cái hang này bao ấm luôn hả? Hang này bao ấm luôn. Rồi tiếp theo là Cô Tú 4 sao. Nó trôi ra ngoài đó luôn các bạn. Sao em? Mát lạnh luôn hả? Đã. Wow, đã dữ ta. Nói chung là nó chơi cảm giác mạnh nha bạn. Ngủ lạ. Đó. Bên đây là có thể che mưa được nha. Nếu mưa thì nó chảy vô đây vậy thôi. Che sương nữa bạn. Rồi tiếp theo là cô ăn 5 sao các bạn. Nó sử dụng ghế sofa và nệm để làm cái liều. Cắm trại trong sân vườn mà phải sử dụng mấy cái đồ mà có sẵn trong nhà như vậy nè. Mới hú về với bạn. Ổn ấm em? Trong đây thì ấm. Lâu lâu thì có gió. Nó vô nên cũng mát mát. Ok hả? Ok em. Có gian mũi nữa nè bạn nên không sợ mũi nha. Rồi cuối cùng là 6 sao mà. Mình lại vô 6 sao. Nhưng mà 6 sao của mình thì nó cũng như hàng 5 sao thôi bạn. Đơn giản làm cái liều bằng cái rạp, sau đó dựng mấy cái vách xanh xanh như vậy. Xong. Ok, mình sẽ leo lên giường và ngủ nha bạn. Trải nghiệm cắm trại trong sân nhà. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Trời sáng các bạn ơi. Nắng lên
cái liều của mình nó hầm hầm. Với lại nó đỏ lòm mà. Nhìn về phía dách thì xanh lè, còn nhìn phía này thì đỏ lòm. Và kết quả là thằng Một Sao nó bị bệnh quá nên nó vô nhà ngủ thôi nha các bạn. Sau khi uống thuốc thì nó ho quá nên tụi mình cho thằng Một Sao nó vô nhà ngủ rồi các bạn. Nên giờ mình không có review Một Sao nha. Bữa bốc hầm thì nó không có bị bệnh. Cái tới hôm nay mình quay thì nó mới bắt đầu bị bệnh các bạn. Tại vì cách một ngày mới quay, phải đi bù đồ rồi á. Kết quả là nó bệnh quá trời luôn. Nên nó chỉ có thể quay được ăn thôi, còn ngủ thì nó vô nhà ngủ, các bạn không cảm nha. Chứ tụi mình là muốn là quay chân thật nhất. Nên nó vô nhà ngủ, mình cũng nói nó vô nhà ngủ luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lên coi thằng 3 sao. Ngủ giờ lại chưa dậy nữa, nắng lên luôn rồi. Ba sao mày nở tên bột nước. Quay. Ngủ dữ hả ba? Biết mấy giờ chưa? 8 giờ sáng hả ba? 7 giờ rưỡi. Ngủ được không con? Được. Tối lạnh. Đế. Tối lạnh hả? Sao không đóng nắp lại? Mà cũng chỉ lạnh thôi hả? Ok, nói chung là thằng ba sao nó ngủ trong chỗ này có mấy cái tấm xốp rồi các kiểu nè nên không có bị nhức lưng hay gì đâu các bạn. Chỉ có lạnh thôi nha, do nó tinh cao á. Rồi bây giờ mình phải đi qua thằng 4 sao. 4 sao thì nó là cụ Tú, thì nó là nổi tiếng là tùm ngủ nướng các bạn. Uầy, Tú ơi. Nó thì nó lên đên, nó tên cái phao như vậy các bạn. Tú. Vậy em nói cũng được em thú vị không? Có lạnh hay có đợt gì không? Không, bình thường luôn. Bình thường. Mát lạnh. Mát lạnh luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với 5 sao. 5 sao thì ở trong gọi là ghế salon và mấy cái tấm niệm. Hello. Sáng ngủ được không em? Được anh, chỉ là khuya nó hơi hầm, hơi nóng. Khuya nó hơi hầm luôn hả? Mà ở đây có niệm một kiểu này dậy cộm vậy luôn. Quá đã luôn á. Cỡ sáng sáng rồi mới mát. Sáng sáng nó mát. Mát rồi luôn. Khuya thì nó hầm mà sáng thì nó mát dạ. Ngộ quá. Nhưng mà cũng được. Nói chung là cắm trại ở trong sân nhà thì đồ đạc là trong kho của mình rất là nhiều các bạn. Nên làm liều đồ các kiểu rất là ok. Kết quả là thằng nào ngủ cũng được hết nha. Riêng mình thì dĩ nhiên là ngủ được rồi, mình ngủ trên giường mà các bạn. Để bây giờ mình sẽ qua thằng Một Sao. Tối này nó vũ hút xong cái mình thấy nó ho quá nên mình cho nó vô nhà ngủ luôn nha các bạn. Nhà này là mình là cái nhà kho dành để đồ các bạn, chứ phải nhà ở. Trong đây mình để rất là nhiều đồ, nhà kho mà. Toàn tối ho sủa quá trời luôn. Giờ đỡ cho em. Còn ho hả? Còn ho hả? Hẹn tiếng luôn. Rồi kết quả là nói chung là cắm trại theo dạng mà tiện nướng BBQ trong sân vườn thì rất là ok các bạn. Do tụi mình sử dụng đồ trong nhà kho rồi cái kiểu nên là liều làm trại hàng nào cũng làm được hết. Riêng Tú mẹ thấy là cái liều của nó trên mặt nước thì thấy là nó khá là sáng tạo rồi. Còn thằng quỷ vậy thì nó còn nhãn còn tên kia kìa các bạn. Nói chung là lý hôm nay là tụi mình trải nghiệm là cắm trại trong sân vườn, tận dụng những cái món đồ mà trong nhà kho để làm các bạn. Kết quả là cũng rất là ok nha. Bạn nào thích video này của tụi mình hãy để lại một like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhớ đăng ký kênh, các bạn chịu khó để đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình ra những cái video mới nha. Do mấy hôm nay là mấy cái ngoài biển đồ kiểu mưa bão rồi nữa các bạn. Với lại là con gái mình vừa mới bị bệnh. Rồi toàn nó cũng đang bệnh luôn nè. Nên tụi mình không có đi cắm trại ở suối hay là ở những cái nơi xa được. Nên làm clip và trải nghiệm cắm trại tại nhà. Bạn nào thích video này nhấn like, chia sẻ giúp mình nha. Tạm biệt các bạn. Lên em ơi, em ngủ gì ngủ giết đó hả? Cũng vậy. Anh kéo em vô. Thôi em ngủ luôn đó thì Tú ơi. Tạm biệt. Còn kia lấy hàng ra mày ơi.
đồ. Giữ lời, giữ lời.